Trương Độ ra đây. Tiểu sư đệ, đây là đệ tử có tư chất kém nhất lần này. Đệ chắc chắn muốn chọn hắn làm đệ tử truyền nhân chứ? Có vẻ làm được việc nặng. Tiểu sư đệ, đệ vừa nói gì thế? Đệ nói đệ rất hài lòng, chọn hắn đi, sư huynh giúp ta đăng ký nhé. Ta sẽ đưa hắn về Tiên Duyên Phong. Trương Độ trước đó đã từng nghe nói sư tôn của mình là sư đệ thứ thập tam của tông chủ, còn là một kiếm thánh, nhưng vì không có linh căn nên bị người khác coi thường nhiều năm. Sư phụ, trước đây thầy có thực sự là phế vật như lời đồn không? Đúng vậy, theo cách nói của họ, ta quả thật là phế vật. Sư phụ, thầy có thể bay lên đỉnh núi mà, sao lại phải đi bộ cùng con? Nếu bay được, ta đã bay từ lâu rồi, cần gì người nhắc? Vì ta muốn dẫn người đi con đường ta từng đi qua. Đây là nơi sư phụ ở sao? Hơi khác so với tưởng tượng nhỉ. Anh Độ à, sau này người sẽ ở đây, có gì cần cứ nói với bộ phận hậu cần. Vâng, sư phụ. Đầu tông gật đầu, cầm cây kéo hệ thống tặng bắt đầu cắt tỉa cây cảnh. Sư phụ, anh Độ, đây là thái sư phụ của con, mau trao hỏi đi. Thái sư phụ, đệ tử Trường Độ xin ra mắt thái sư phụ. Đứng dậy đi, dáng vẻ bình thường, cũng chẳng có khí chất tu tiên. Quê mùa thế, huyền cơ tử nhìn kỹ Trường Độ, càng nhìn càng thấy khó chịu, đành thở dài một tiếng. Trường Độ phải không? Đã theo thập tam rồi, thì phải học cho tốt, đừng làm mất mặt sư phụ ngươi. Cái lý do của ngươi chỉ lừa được toàn đảng thôi, đừng hòng qua mặt ta. Dù sao năm sau kiểm tra ở Thành Đô, nếu không qua, ta vẫn sẽ đuổi hắn đi. Sư phụ cứ yên tâm, con có tự tin. Dù sao một năm người ta cũng chẳng dám nói gì con. Không ngờ sư phụ coi trọng con như vậy, con nhất định sẽ không làm thấy thất vọng đâu. Cái kéo này rất thú vị, huyền cơ tử cảm nhận được trên cây kéo có một luồng khí kỳ lạ, khiến ông ta sinh lòng cảnh giác. Ta huyền thiên kiếm của ta vì hấp thụ lôi kiếp đã đạt tới cấp độ giả tiên khí, nhưng cũng không có cảm giác này. Chẳng lẽ cây kéo này là tiên khí chân chính? Chỉ là cái kéo cùng thôi, tiên khí gì chứ? Nếu sư phụ thích, cứ lấy mà dùng. Cái kéo này hệ thống tặng, cùn lắm, chẳng dùng được tí nào. Mặc dù đấu tông nói vậy, nhưng huyền cơ tử không nghĩ đấu tông không biết cấp bậc của cây kéo. Thật ta mà, có được một vật tiên khí là cơ duyên của người, sư phụ sao có thể cướp đoạt của người khác chứ? Chủ yếu là ta là thánh nhân, tiên khí ta cũng không dùng được. Huyền cơ tử cầm được cây kéo lên, nhưng dù làm thế nào cũng không mở ra được. Quả nhiên là không dùng được. Không dùng được á? Không thể nào. Sư phụ xem này, rất dễ mà. Anh Độ, con lại đây thử xem. Con à, ở đây còn có Trường Độ thứ hai sao? Ồ, thật sự khá dễ dàng, sư phụ. Hóa ra thập tam không phải chọn đệ tử tùy tiện. Tuy không có tài năng gì đặc biệt, khí chất cũng bình thường, nhưng chắc chắn có điều gì đó tôi chưa nhìn ra, mà sư phụ đã thấy được. Chắc chắn là vậy. Huyền cơ tử tự suy diễn, giờ nhìn lại Trường Độ, càng nhìn càng thấy thân thiết. Anh Độ cần tài nguyên gì, cứ đến phòng quản lý tài nguyên lấy, nói tên thái sư phụ là được. Cảm ơn thái sư phụ. Đây chính là thủ đoạn của bậc thánh nhân sao? Thật muốn học quá. Sư phụ, chúng ta bắt đầu khi nào ạ? Bắt đầu cái gì? Ý con là, sư phụ, con có thể làm gì ạ? Nhiều việc lắm, quét dọn, tưới rau, cắt tỉa cây cảnh, cho cá ăn, vân vân. Đây đều là công việc hàng ngày của con đấy. Chẳng phải giống hệt công việc tạp vụ của con sao? Chẳng lẽ sư phụ tìm con đến để làm tạp vụ riêng? Không, không phải thế. Sư phụ chắc chắn muốn rèn luyện tâm trí cho mình. Đúng rồi, sư phụ quả nhiên là sư phụ. Phương pháp dạy dỗ thật mới mẻ. Vâng, sư phụ. Nhưng đây là lần đầu con làm, xin ngài chỉ dẫn thêm cho con. Quả không hổ danh đệ tử tạp vụ, thật siêng năng. Đầu tông hướng dẫn Trường Độ từng việc một. Trường Độ thì chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót điểm nào khiến sư phụ nổi giận. Anh Độ, cố gắng làm tốt nhé, ta tin tưởng ở con. Anh là đệ tử của Tam Sư Huynh, Độc Cô Bất Bại phải không? Dạ thưa tiểu sư thúc. Thật ra con tên là Độc Cô Vô Lệ ạ. Được rồi, Bất Bại, có chuyện gì không? Vào uống trà đi. Bất bại thì bất bại vậy, chuyện chính mới quan trọng. Tiểu sư thúc có thể chỉ điểm kiếm đạo cho con được không ạ? Kiếm đạo ta can thiệp vào kiếm đạo liệu có phù hợp không nhỉ? Đúng vậy, dù sao con cũng không phải đệ tử của tiểu sư thúc, làm vậy có phần phá vỡ quy tắc. Vâng, thưa tiểu sư thúc, con đã suy nghĩ thiếu chu đáo. Con là con người, con xin lỗi đã làm phiền ngài. Được rồi, bất bại, vi cũng là đồng môn Huyền Thiên Tông, ta sẽ phá lệ một lần. Bất bại có lĩnh hội được hay không, phụ thuộc vào thiên phú của con đấy. Nhìn những đường ngoằn ngoèo trên đất, Độc Cô Vô Lệ hơi bối rối, nhưng trong lòng cậu biết tiểu sư thúc là một kiếm thánh, không thể làm việc vô ích. Vì vậy cậu quyết tâm ngồi xếp bằng ngay trên mặt đất,
Nếu không hiểu được ý nghĩa sâu xa, ta, độc cô bất bại, không, độc cô vô lệ, từ nay sẽ bế quan. Sư phụ ơi, phần trong hồ xí không đủ dùng, có nên thêm nước pha loãng không ạ? À? Được đấy, quá mặn sẽ làm chết rồng mất. Khẩu vị của tiểu sư thúc hơi nặng nhỉ. Khoan đã, quá mặn á? Thêm nước pha loãng. Không xong rồi. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.